Hello, welcome back to my channel. Start sẽ kể được không? Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. Slendrina: The Cellar. Sacré tout. Sacré là. Set this out, okay. Set to what? Gordo, now run to the exit door. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập game thứ hai. Trường quân Hồ Đồ Ba. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ 3. Một tựa game ma kinh dị. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang gần thứ tư, Granny. Wow. Rồi mình sẽ còn phải đưa thức ăn cho chim này. Xuống đây. Lùi xuống một tí. Lạch. Cái này chắc chắn sẽ vào. Sau đó thì sẽ xuống. bùa đó rồi, đây rồi. Sau đó thì mình sẽ qua cái này, xem ở trong đây có gì không. Một quả dưa. Thì mình nghĩ trong này chắc chắn sẽ có một chiếc chìa khóa nào đó. Ok. Marcos. Oh my god, mình quên chưa cắt hai đoạn dây. Ở đây thì mình sẽ phải lấy một chiếc kim. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ 5. Start game. Wow, đây như là một tựa game khá là kinh dị. Khá là sâu luôn. Oh my gosh. game kinh dị hẳn luôn. Tiếng kêu cũng nghe cũng rất là khiếp. Và nước đang chảy. Không tài nào tắt được. Oh yes. Wow. Đó, cứ như thế rồi các bạn sẽ tìm kiếm tiếp. Đây là một tựa game khá là kinh dị nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Roblox. Let's go. Richie. Ở trong Roblox này thì có rất nhiều tựa game hay. Các bạn có thể chơi Piggy, hay là TNT Time, hay là Squid Game. Rất là nhiều thứ luôn. Rồi mình sẽ vào TNT Time đây. Play. Oh my god, rồi. Wow, đi luôn. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Granny Chapter 2. One day. Sau đó thì mình sẽ lấy chiếc chìa khóa này. Ok, let's go. Và rộng cây. Để chiếc chìa khóa này các bạn sẽ mở ở dưới đường hầm. Ở đây sẽ có gì không? Oh my God. Oh my God, nó bắt rồi. Wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang là game cuối cùng. Let's go. Start game. Skip. Run to wicket. Fill all gas to gear. Ở đây thì mình sẽ phải tìm một bình ga và tìm một chiếc chìa khóa để đi xe ô tô này xuống thoát khỏi đây. Ông ta nào kia. Oh my God. Cái lạnh bị khóa rồi. Đây, một chiếc chìa khóa màu xanh. Tiếp tục. Đó là tấm bản đồ. Vẻ bước chân ông ta gần đây. Oh my God, ông ta đang đeo mình. Oh my gosh. Wow, đi rồi. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.